Vâng, hôm nay em tối lại về được 1, 2, 3 mặt hàng nữa cho các bác đi. 3 mặt hàng. Báo cáo với các bác là em về được cho các bác xem nào. Một con Ampli Kenwood. Con này Kenwood là KAV 8800. Con Kenwood này mức giá 2 triệu 9. Và hai con Pao. Con Pao này. Con Pao này 3 triệu 9 một con. Và đây, hôm trước nhiều bác đợi nhé. Roa Center mới về được 3 con nữa. 3 con Center này. 3 con Center này. Để cho các bác mức giá ngon nghẻ luôn nhá. Xuống đi, em dán giá cho các bác. Center để cho bác 2 triệu 6 một con đi. 2 triệu 6 một con nhá. Em dán giá đây. 2 6 một con. 2 6. Ok chưa? 2 triệu 6 một con center đây, được 3 con liền. Cho hôm trước bác nào lấy thì gọi lại cho em nhé. Hôm trước có 1 2 con các bác ấy tranh nhau xong cuối cùng nói không ra gì cả. Đây về được 3 con center nữa. Được chưa? Bớt cho các bác được 900 rồi, là 9 2 triệu 9 còn 2 triệu 6 rồi. Thoải mái chưa? Đấy. 2 triệu 6 một con. Loa center này Rogan AS51C. Đối với dòng này đây, Dexing Allen. Sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn của Anh Quốc. 100W. Trở kháng 8 ohm. Và center này đã có clip test cho các bác rồi. 2 triệu 6 một chiếc này. Đây, mặt trước của nó đây. Hai bát, một tép đom. Mặt màu vàng, rất là đẹp. Sang đến bên đây. Đó là con Kenwood này. Kenwood KAV 6000 chứ không phải 8000 bác nhé. Nó nhìn xa 60000. Con này để cho các bác 2 triệu 9. Những mức giá này em đưa ra các bác hiểu bác. Đây 2 triệu 9 này. Cực kỳ đẹp luôn. 2 triệu 9. Con này nặng như cối. Về phía sau đây. Về phía sau em quay rõ cho các bác cái cổng ăn chơi này. Tẹt ra đi các bác nhé. Có cái cổng súp luôn này. Đấy. Được chưa? Đây là dòng đây nè. Một loa này, một loa này, hai. Con này đánh rất là trở kháng quá nhìn này. Trở kháng của em nó từ 6 đến 16 ohm. Tất cả bên này 6 16 ohm. Đây, con này có cổng loa center này. Loa vệ tinh này, 1 2 3 4 5 6 7. Ui giời. Tổng thế nào? 1 này, 2 3 4 5 6 gắn được 7 cái loa. Được chưa? Có cổng support này. Đấy con này để các bác 2 triệu 9 ạ. 2 triệu 9. 2 triệu 9. Công suất của nó 240W. 240W ạ. Điện 100V. Sang đến hai con Pao này, hai con Pao khủng này, hai con này nặng lắm. Em nói để một con mặt trước, một con mặt sau cho. Ui không nhấc nổi. Dê tí mà không nhấc được. Con này con Niken. Con này con Niken 9324. Niken 9324, bác nhìn chưa? Niken 9324. Cực kỳ là nặng, nó 3 triệu 9 một chiếc. 3 triệu 9 một con ạ. Nó có đường điện 24V này. Đấy. Đây. Con này chạy được cả điện 220 bác nhé. 220. Tổng 680W. 680W được chưa? Đây. Đây có cục chì gạt 220 rồi. Bác nào không thích thì bác gạt về 100. Còn gạt sẵn 220 rồi. Không thích cậy này ra gạt ngược. 3 triệu 9 một con ạ. Đấy. Đẩy này thì quá ok rồi nha, đẩy Inken. Inken 9324. Con dây 9324 nhá. 3 triệu 9 một con ạ. Mà chào các bác.